Hello, chào tất cả các bạn, tất cả mọi người đến kênh vlog của mình. Hello các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm một kênh vlog, đó chính là ăn đồ Trung Quốc phần 2. A few inches later. Cái này chúng ta có mì. Mình sẽ có ống hút. Đây là ống hút của Trung Quốc. Mình có cả một cái túi trắng vậy đó. Khi đồ Trung Quốc á, chúng ta sẽ bắt đầu cái món ăn như kiểu là cái này. Mình thấy cái này biết ăn được nữa, nhìn giống như những cái ống hút siêu nhỏ li ti. Mình sẽ tháo nó ra. Ống hút rất là nhỏ bạn. Đây. Nó là kẹo. Cái này là kẹo các bạn. Wow, thì cái này giống như con nhỏ mình ăn đó các bạn. Cái này giống như nhỏ ăn luôn á. Thật sự giống y luôn á. Một cam có vị cam. Rất ngon. Kiểu như thích ma tí nè. Đây giống như kiểu hết ma tí vậy. Ngon. Ok. Chúng ta có một cam. Cái này lạ các bạn. Một cam. Cái này chanh. Là chanh chanh chanh. Cái này là chanh. Tiếp theo mình sẽ ăn thử cái này. Đây là thịt bò Trung Quốc. Cái mùi giống như cái bánh chiên ngày xưa đi học ăn. Giống như luôn. Wow, mình sẽ ăn thử nha. Ôi, biết ăn ngon được, mình ăn một cái thôi. Nó cay. Đúng mình là cái bánh ngày xưa đi học. Chúng ta ăn. Có rất nhiều ở dưới. Mình sẽ review khá là nhiều các bạn. Ok. Đây đây. Khá nhiều dầu. Ăn béo. Giống như ngày xưa mình ăn, thường ngày đi học. Ngày xưa á, thường ngày đi học ăn cái món này nhưng mà không trường. Dầu khá nhiều. Cái này dầu khá nhiều các bạn. Đây. Nó là đồ ăn vặt. Cái bạn này. Nó nhìn giống mì ra luôn. Cái này giống như mì luôn các bạn. Hãy đi học á, mình sẽ ăn cái mì tôm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với mì Trung Quốc dạng đi học sinh. Những cái món ăn này á, đều đồ ăn đi học của Trung Quốc. Ok. Mùi với mì. Kiểu ăn giống như mì khô, bỏ chút muối vô. Kiểu giống như đi học á. Các bạn có biết cái mì Hugo ngày xưa đi học mình hay từng ăn. Mình ăn lại cái mì này thì nó sẽ không mặn như ngọt như cái mì đó. Nó sẽ có mì hơi ngọt ngọt. Cũng vừa ăn không có ngọt lắm như cái mì mà Hugo trước đó mình học xưa đi học mình ăn. Đây chính là cái mì đó, ngày xưa học sinh đi ăn cái này.
Đây là vị vị dạng Trung Quốc các bạn. Đây. Ăn sự khá ngon, ok luôn. Đây. Đây là thịt gì đó của Trung Quốc. Nó dính dầu nhịt các bạn. Trắng trắng một xíu này. Cũng nhai để dài vậy chứ. Mẹ bỏ. Hình chú bé lắc chắc cái đất xinh xinh. Ngày sự ăn chứ trong biển này sự thấy cái lạ là nó hình khá khác lắm. Nhìn giống như là một tờ giấy rồi luôn. Một tờ giấy trắng. Mùi trong biển thật sự luôn các bạn. Không ăn đồ ăn Trung Quốc tặng cái tào lao không nhỉ? Đó. Mẹ. Ăn không có mùi trong biển các bạn. Ha. Thử miếng ăn vô. Ở trong này tiếng Anh này ghi á là cái này sẽ xuất từ bên Hàn Quốc được 70 năm rồi các bạn. Và có một cục đen xì lùi. Mẹ nó mùi giống y luôn. Ảo thật đấy. Tất cả cái món ăn này á, tất cả cái bịch nãy mình ăn hoàn toàn mùi dầu giống y như cái nãy giờ mình ăn. Mùi đặc trưng một cái đế dày đầy dầu. Trời có mùi bò ta. Có chút mùi bò có dầu. Thật sự là ăn vô giống cái nãy luôn á các bạn, giống như cái lòng biển ngày nãy mình ăn với cái bò chào xào nãy mới ăn xong á. Y luôn. Nó có hình đẹp vậy. Mà sao mà không để nguyên cốt bò nha mấy không? Mấy này cho mấy thằng mà béo béo ăn. Nè. Ăn nhiều ghê mà. Rồi. Bánh chén Trung Quốc. Bánh chén Trung Quốc. Lạ đó nha. Nhìn bánh chén trộn. Mày bị hôi nha. Ê mà kỳ nha, nó không có trong một cái mỡ này nè, nó có các bạn. Nó trong mỡ đâu, nó không có mỡ đâu. Bây giờ mình ra, mà xé vào mồm. Bây giờ mở nha. Ồ, dầu bà con ơi. Dầu khá nhiều. Một trăm có nồi dầu khá nhiều. Trời ơi. Biết ăn con mẹ gì không? Mình ăn để dậy chứ. Chúng mình cặp đế dày mình ăn các bạn. Cặp đế dày ăn. Thank you.
mì là ngon nhất các bạn. Đây được gọi là mì tiểu học nghe ăn. Rồi. Đúng à. Mì tiểu học mà thương ăn. Mình chấm điểm là mì ngon nhất. Trăm phần trăm là mì. Mì tiểu học. Cải xin cơm. Thank you.